Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập mới nữa của Photoshop. Thì đó chính là biến ảnh màu thành ảnh trắng đen, ảnh cũ. Thì thay vì như những cái bài tập lần trước mình đã giới thiệu á, thì chúng ta sẽ biến phục hồi ảnh cũ, biến ảnh cũ thành ảnh có màu, ảnh trắng đen, ảnh có màu. Thì cái bài tập này cũng hơi khó. Còn cái bài tập mà biến ảnh màu á, thành ảnh trắng đen thì cực kỳ dễ luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thử. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào Email, rồi Adjustment, và chúng ta sẽ chọn Black and White để chúng ta chuyển ảnh màu thành ảnh trắng đen. Đơn giản các bạn ha, Email, Adjustment, Black and White. Và sau đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh những cái thông số. Nếu các bạn tăng màu đỏ nhiều quá thì cái da của chúng ta sẽ bị trắng bệt ra. Do đó chúng ta sẽ tăng giảm tùy theo cái thẩm mỹ của từng người ha. Thì các bạn cứ da giảm bình thường thôi. Bạn nếu có bối cảnh màu yellow là bạn sẽ tăng giảm yellow cho cái bối cảnh sẽ sáng hoặc tối. Thì các bạn cứ tăng điều chỉnh phù hợp. Và nếu các bạn thấy phù hợp rồi thì các bạn sẽ ok. Các bạn nhớ bật review để chúng ta xem cái xem trước khi ok ha. Chúng ta ok là chúng ta vừa trải qua các bước rất là đơn giản biến ảnh màu thành ảnh trắng đen. Rồi mình muốn cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ ố vàng hơn nữa, nó sẽ cũ hơn nữa. Giống như là những tấm ảnh mà chúng ta xem của ông bà cha mẹ mà nó xa xưa á, nó ố vàng ha, nó bị móc chẳng hạn. Thì các bạn sẽ vào Google. Thì chúng ta sẽ tìm một cái nền để chúng ta gắn vào. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gõ là paper on, là giấy cũ. Ở đây nó có rất là nhiều cái nền để chúng ta gắn vào cái hình chúng ta. Mình sẽ tìm những cái nền phù hợp, ví dụ như nền này chẳng hạn. Nó cũng là một dạng cái nền cũ ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái nền này đi, để nó đơn giản. Các bạn mở cái hình này lên, sau đó chúng ta lướt chuột phải. Chúng ta sẽ chọn là sao chép hình ảnh. Các bạn sẽ chọn là sao chép hình ảnh ha. Và sau đó chúng ta vào cái tấm hình chúng ta Ctrl V để paste vào cái khung của chúng ta. Các bạn Ctrl T để kéo cái tấm này lên. Do nó chỉ là cái nền thôi, chúng ta sẽ không cần nó phải rõ hoặc là chúng ta sẽ không lo nó bị bể. Các bạn Enter thì chúng ta đã bắt được một cái nền vào. Sau đó các bạn sẽ chọn Mode. Các bạn sẽ chọn Mode cho phù hợp ha. Những cái các bạn sẽ tìm những cái Mode cho phù hợp. Đây nó có rất là nhiều Mode. Các bạn quan sát cái này nè ha. Lighten, Screen, Color, Liner chẳng hạn. Đó, bạn thấy cái này cũng ok, cũng hợp lý nè. Đó, tùy theo các bạn chọn thôi. Ở đây mình sẽ chọn cái mode này là mình cảm thấy hợp lý nhất, là Multiply. Các bạn có thể giảm cũng được, Opacity để giảm cái hiệu ứng. Nó hiệu ứng ta đậm hơn, ta sẽ giảm bớt xuống. Rồi, vừa những cái bước đơn giản như thế là chúng ta đã có được bức ảnh rất là cũ, rất là xưa, rất là ố, đúng không? Quá đơn giản. Thì các bạn thấy là khi chúng ta chuyển từ một cái ảnh trắng đen thành ảnh màu thì nó là một cái quá trình rất là công phu, rất là khó, rất là đáng đồng tiền. Còn cái việc mà chuyển từ ảnh ảnh màu, ảnh mới bây giờ chuyển sang ảnh cũ thì nó rất là đơn giản, đúng không các bạn? Thì các bạn có thể thử làm xem sao ha. Thì bây giờ mình thấy cái mode chụp hình cưới á, thì chúng ta cũng hay chuyển từ ảnh màu sang ảnh trắng đen hoặc là ảnh ố, nó giống như là cái những cái hình xưa á các bạn ha. Thì bây giờ mời các bạn làm thử và chúc các bạn thành công.